giờ mình đang ở Golden Gate Park để đi xuống xem cái vườn hoa tulip ha. Ở bên này có cái thấy có cái soi cối xe gió bự lắm, nhưng mà nhìn nó cổ kính lắm, không biết là phải đồ cổ thiệt không ha. Mình đang tiến vào cái vườn hoa tulip của nữ hoàng Wilhelmina nha mọi người. Chưa gì hết hay là thấy rất là nhiều màu sắc rồi, rất là đẹp. Đi tiến vào trong cái Palace of Fine Arts nha. Đứng ở dưới cái mái vòm của cái Palace of Fine Arts rồi đây. Chỗ này được xây dựng từ hồi năm 1915 nhân dịp hội thảo kênh đào Panama và Thái Bình Dương. Cái kiến trúc này họ xây dựng giống như là một cái công viên để cho mọi người có một cái không gian đi vô đây chụp hình, ngắm cảnh giải trí vậy thôi. Mà họ mở public cho công chúng, không có người phải tốn tiền để đi mua vé để đi vô đây chơi, thì mình rất là appreciate cái đó, tại vì nó vào đây mình thấy là nó rất cực kỳ đẹp. Mình đang ở cái chỗ để cái công viên ở dưới chân cầu San Francisco mà ở phía bên kia cầu á. Để tới đây mình để mình chụp hình, đó cũng là điểm dừng chân cuối cùng của mình ở San Francisco rồi nha mọi người. Đây là cái trạm dừng chân cuối cùng của mình, ở cái supercharge cuối cùng của mình trước khi mà đi thẳng về nhà luôn. Mình xin kết thúc video ở đây. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại ở hành trình tiếp theo với gia đình của mình nha. Bye bye.